hộp đựng xì gà trên 100 triệu đồng có gì đặc biệt? Cảm nhận đầu tiên khi chúng ta nhìn trực diện vào cái hộp đựng xì gà này, đó chính là một sự bóng bẩy và vô cùng hoàn thiện. Đây là hộp xì gà được nhập khẩu về từ châu Âu. Hiện tại hộp xì gà này gần như là độc quyền và gần như là độc bản. Đây là hoàn toàn từ gỗ tuyết tùng. Khi chúng ta vừa mở nắp hộp ra thôi là cái mùi thơm của gỗ tuyết tùng này đã đưa vào mũi chúng ta rồi, rất là thơm. Và gỗ tuyết tùng này đặc biệt là giữ được độ thơm, độ ngon của xì gà khi chúng ta bảo quản trong đây. Trong nắp hộp sẽ có một cái đồng hồ đo độ ẩm và một cái để chứa nước cất để giữ độ ẩm. Thường thì chúng ta sẽ giữ độ ẩm ở mức 70 là chuẩn nhất để bảo quản được xì gà luôn luôn thơm ngon và đúng vị của nó. Hộp đặc biệt nên cũng có cái khăn cũng đặc biệt và có một cuốn sách. Đây là một trong những sản phẩm lâu năm sưu tầm. Và mọi người hãy đón xem sản phẩm hộp đựng xì gà đặc biệt này ra đời bao nhiêu năm rồi nhé. Hãy để lại comment ở dưới. Từng cái bản lề ở đây cũng được mạ vàng. Và cái chỗ ổ khóa này cũng được mạ vàng. Và chắc chắn rằng sẽ có những vị khách hỏi chị Lăng là ủa tại sao lại có hình bàn cờ vua ở đây? Bởi vì đây, hai bên có hai cái nắp để dỡ ra thì trong này có hai quân cờ. Hai quân cờ này có hai màu khác nhau, được mạ màu khác nhau, vàng trắng và vàng hồng. Vàng hồng giống như là cái chìa khóa xe bằng vàng nguyên khối hồng của Kỳ Lăng với vàng trắng của Kỳ Lăng. Chìa khóa xe Mercedes được làm từ vàng nguyên khối, vàng trắng, vàng hồng, rose gold. Quân cờ vua này vô cùng đặc biệt luôn. Đặc biệt là bên trong là nơi chứa đựng xì gà. Bên ngoài là mặt bàn cờ và được làm hoàn toàn từ chất liệu siêu cao cấp luxury. Và Kỳ Lăng xin nhấn mạnh lại đây là một bộ sản phẩm có tuổi đời cũng rất là lâu rồi, sưu tầm được từ châu Âu. Và đây là một sản phẩm gần như là độc bản, độc quyền luôn. Tìm cái thứ hai đâu ra nữa, đúng không ạ? Chơi đồ cao cấp, chơi đồ mà mỗi một mình có thôi, ít có ngoài kia thì nó mới đã, mới phê. Một bộ bàn cờ vô cùng đặc biệt, bởi vì đây không phải là một bàn cờ mà nó là một bộ bàn cờ kèm hộp đựng xì gà cao cấp. Và bộ bàn cờ kim cờ vua này có trị giá trên 100 triệu đồng. Những gì đặc biệt nhất của bộ bàn cờ này không phải nằm ở cái nơi chức năng sử dụng là đựng xì gà và chơi cờ, mà tất cả chất liệu tạo nên bộ này đều là đồ cao cấp từ châu Âu. Từ cái gỗ bên trong là gỗ tuyết tùng chuyên đựng xì gà, và cái bề mặt này là một chất liệu làm từ sơn mài rất là sáng bóng và vô cùng sáng bóng, vô cùng đẹp. Và những cái phụ kiện từ cái chìa khóa đến cái bản lề bên trong cũng được mạ vàng hết. Kể cả bộ bàn cờ quân cờ này cũng được mạ từ vàng luôn. Hộc ở dưới đây cũng được làm từ gỗ và được sơn rất đẹp. Bên trong có một cái nỉ để làm cho êm ái, bảo vệ chống trầy những con cờ khi chúng ta không chơi nữa cũng được, hoặc là bỏ những tài liệu sách vở bí hiểm, hoặc là bỏ những tài liệu, những bí kíp chơi cờ vô địch vào đây cũng được. Còn quân cờ thì thường chúng ta sẽ xếp lại vào trong cái ngăn này rồi. Đó, xếp vào. Rồi, đóng lại như thế này. Và mở ra, lấy sách ra, lấy đồ ra, bỏ xì gà vào đây. Sau đó châm nước cất vào đây, canh cho độ ẩm lên tầm 70. Sau đó đóng lại. Khi nào chúng ta dùng, chúng ta sẽ lấy xì gà ra dùng.